khi đã còn trở về. Và đây, 1, 2. Em đang quay trực tiếp nhé. Em đang quay trực tiếp vào điện thoại luôn nhé. Yêu nhau nhiều như thế mà đến lúc phải rơi lệ, xem nhau là gì và cũng là lúc ta nghĩa ta. Hôm qua còn say đắm mà hôm nay không ấm ấm, vượt qua ai sao gió mà ta không trân trọng những điều đó. Giờ thì anh mới ta đã mất nhau rồi, giờ thì em mới hát ta phải chia đôi, mỗi người một nơi chia cách ai từng trời tìm hạnh phúc mới. Ok bác nhá, đồng bộ của GD, GD Việt Nam Hân Hạnh hợp tác cùng quý anh chị trong thời gian sắp tới nhá. Thì chào các bác.